Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này Như được chị Bích kể lại cho Như. Và chính chị Bích đã trải qua toàn bộ sự việc này. Lần đó là chị Bích cùng với đoàn phim của mình tới chỗ khu vực một chỗ resort để quay dự án. Khi mà chị tới là cái giấc khoảng 1 giờ chiều rồi dọn ra quay. Khi mà trời còn sáng là quay bối cảnh ở bên ngoài. Lúc đó quay cũng tới khoảng 4 giờ mấy chiều rồi. Cả đoàn mới nghỉ ngơi ăn cơm. Tới khoảng 6 giờ hơn bắt đầu quay trở lại tiếp tục quay nữa. Lúc này mình không có quay bên ngoài nữa mà mình sẽ quay ở phía bên trong của chỗ resort luôn. Chỗ mà chị quay là bút một cái khu vực này. Nó có một cái ngăn bằng kính. Từ ở trong phòng mình nhìn ra có thể thấy được cái view ở ngoài, nhìn rất là đẹp và sang. Chỗ resort này thì nằm ở trên khu vực của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cả đoàn của chị quay ở phía trong thì quay tới khoảng 7 giờ mấy rồi. Diễn viên người ta vẫn đang diễn vậy đó, chị ở trong này cùng với đoàn phim thì quay. Ngay lúc đó chị nhìn ra phía ngoài cửa, chị thấy có một cái cô gái. Cô gái này tóc xõa dài qua vai một chút xíu, tóc cũng mỏng mỏng thôi. Ở trên người thì cô gái mặc một cái đầm màu trắng. Cái đầm hai dây xõa xuống giống như kiểu mình đi resort á. Rồi mình sẽ mặc theo kiểu này để chụp hình cho đẹp. Thì cô gái cổ cũng mặc y chang vậy thôi. Cổ đi chân trần, cổ chạy sợ qua. Mà vừa chạy á, hai tay của cổ còn túm lấy cái váy ở phía trước. Cổ ngoái đầu và nhìn vào ở trong hướng đoàn làm phim của chị Bích. Chị Bích nhìn ra thấy cổ thì cứ nghĩ cổ là khách ở đây. Do lúc mà cổ đi ngang qua, cổ thấy đoàn làm phim của mình nhiều người nè, rồi âm thanh ánh sáng này kia, ta thấy tò mò nên người ta nhìn vô thôi chứ không gì hết. Đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy cái cô gái mặc váy trắng nè. Xong độ một hồi sau, vô tình thôi, chị nhìn liếc ra ngoài, chị thấy cái cô gái, cổ đứng cách với cái chỗ cửa kính nè, là khoảng 10 mét. Cổ đứng đằng đó đó, hai tay vẫn còn vịn cái váy. Từ ở ngoài chị nhìn chằm chằm vô. Chị cũng đứng ở trong này, chị nhìn lại chằm chằm ra cổ. Không biết là sao cô này cũng nhìn gì nhìn dữ vậy ta. Cổ thì đang không có đảo ánh mắt về hướng của chị, mà cổ đang nhìn xung quanh bối cảnh của đoàn phim. Trong lúc mà chị đang hướng ra ngoài, chị không có tập trung vào công việc, có người đồng nghiệp mới kêu: "Chị Bích, chị nhìn gì dữ vậy chị Bích?" Chị Bích mới nói: "Có cái cô nào ngoài ngoài mà cũng nhìn mình quá trời luôn kìa." Cái người đồng nghiệp á mới hỏi chị: "Đâu chị Bích, đâu đâu?" Chị Bích vừa mới thấy lúc nãy cô gái còn đứng thụ lũ đằng đó, nhưng bây giờ nhìn ra chị mới đưa tay lên định chỉ là kìa, mà giờ chị Bích không có còn thấy đâu nữa hết. Cái người đồng nghiệp mới nói với chị Bích: "Chắc là nhiều khi á người ta thấy đoàn làm phim của mình lạ quá nên người ta nhìn thôi chứ đâu có gì." Nói xong chị Bích cùng với người đồng nghiệp cũng trở lại tiếp tục làm việc nữa ha. Quay tới lúc 8 giờ thì ở bên đội ngũ quay phim người ta dừng lại để người ta sửa máy ảnh này kia được một chút xíu. Trong lúc đó thì được giải lao. Có một anh này, ảnh cũng ở trong đoàn làm phim luôn, ảnh đi ra ngoài, ảnh đứng ở hút thuốc. Ảnh đứng cách với cái chỗ cửa kính này cỡ độ 5 mét. Và ở phía bên ngoài, ở phía xa xa thì có gắn những cái đèn. Mấy cái đèn này giống như để cho mình thấy đường mình đi thôi. Với lại là mấy cái đèn ở trong những cái chậu cây á, nó dạ lên. Từ ở trong nhìn ra không phải là quá sáng sủa, nhưng đủ để cho mình nhìn thấy được. Chị Bích thấy anh đứng hút thuốc ở đằng đó, thì cái cô gái mặc váy trắng lúc nãy, cổ đang đứng ở sau lưng á. Và cổ còn đứng cổ ngước lên nhìn anh, hình như là cổ đang nói chuyện với anh hay sao. Khi mà anh đồng nghiệp đó anh quẹo vô rồi, chị Bích mới hỏi: "Ủa Thiện Thiện, bộ cưng mới quen cái em đó hả?" Anh Thiện anh ngơ ngác, anh hỏi: "Ủa chị nói gì chị Bích, em nào?" Vừa nói mà vẻ mặt của cái anh Thiện đó anh rất là hoang mang. Chị Bích chỉ nói: "Thì cái em mà mặc váy trắng á, hồi nãy đứng kế cưng á phải không?" Anh Thiện nói: "Ủa đâu có chị, em đứng hút thuốc ngoài ngoài. Sớm vợ em nghe điện thoại ngoài ngoài á, làm gì có ai đâu. Tự nhiên chị nói gì thế ghê vậy?" Chị Bích mới nói:
Đâu có, hồi nãy chị thấy rõ ràng cái con bé xinh xinh mặc váy trắng nó đứng ở kế cưng, chị thấy nó nói chuyện với cưng mà. Trời ơi, có thì nói đi chứ có gì đâu ngại. Chị Bích ghẹo anh Thiện, nhưng cái mặt của anh Thiện xanh lè. Anh nói, không có chị Bích ơi, tự nhiên chị nói thì ghê quá, chị coi nè, da gà của em nó nổi hết trơn à. Anh Thiện anh đưa tay cho chị Bích thấy là cái phần lông tai của ảnh là nó dựng 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 lên hết trơn à. Chị Bích mới nói, không lẽ là mình nhìn nhầm hay sao ta, nhưng mà rõ ràng lúc nãy chị Bích chỉ thấy thiệt mà. Chợt trong lúc đang nói chuyện qua lại với anh Thịnh, chị Bích nhìn ra ngoài, ủa cái cô gái đó kìa. Chị Bích nhanh chóng đẩy cửa đi ra. Cô gái lúc này cũng sải bước nhanh hơn, vẫn là đi chân không. Chị mới dí theo, dí tới ngay chỗ cái góc này là giống như là một cái chỗ góc khuất của tòa nhà. Chị đi tới đó, cái nhìn ngơ ngác, ủa sao cái em áo trắng này em đâu mất tiêu rồi ta. Tự nhiên nãy thấy rõ ràng đứng kế Hiền Thiện mà mình hỏi nó nói không có, tức quá. Trong lúc mà chị đang đứng ngó tới ngó lui, chị quay đầu lại. Chị Bích đã giật mình khi thấy cô gái đang đứng phía sau lưng chị. Hồi sớm tới giờ nhìn thấy chứ khoảng cách xa xa không ạ. Giờ nhìn gần hơn, chị thấy được cô gái cổ cỡ 25-26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, tướng người ốm ốm, và cổ đang mặc cái bộ đồ, cái bộ váy trắng này nhìn cũng xinh xắn nữa. Cô gái đó cổ mới hỏi, ủa chị kiếm em hả? Mà cô gái này nói chuyện cũng vui vẻ thân thiện lắm nghe. Chị Bích mới hỏi, hồi nãy chị thấy cưng đứng kế thằng em của chị phải không? Chị nói nó mà nó chối, chị tức quá. Cô gái này cũng nói, dạ hồi nãy em thấy ảnh đứng ở đằng đó, ảnh hút thuốc, em định là em lại em xin điếu thuốc. Trong lúc nói chuyện qua lại, chị Bích vẫn không hề biết người mà đứng trước mặt mình là một hồn ma đâu. Cô gái này cổ nói là cổ đang đi nghỉ dưỡng cùng với bạn của cổ, là cổ ở gần gần bên cái chỗ này nè, cũng thuộc ở trong cái khu vực resort này luôn. Trong lúc nói chuyện qua lại, cái người đồng nghiệp mới kêu chị, chị Bích vô quay tiếp rồi chị Bích ơi. Chị Bích quay qua định là sẽ chào tạm biệt cái cô gái này, mà vừa mới nhìn người đồng nghiệp mình, giờ quay lại cô gái cũng đâu mất tiêu rồi. Chị cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy riết riết vô ở trong chỗ làm, còn tranh thủ làm nữa để một xíu là bị cái ông đạo diễn ông la chết. Chị mới quay trở lại làm một hơi vô công việc rồi bắt đầu thư giãn hơn một tí, lúc đó lại tiếp tục được trễ lao. Cái người đồng nghiệp mà hồi nãy kêu chị mới hỏi, ủa chị Bích hồi nãy em thấy chị đứng ngay chỗ cái góc của cái tòa đó, chị nói gì hả? Chị nói chuyện với ai mà sao em thấy chị đứng nói chuyện con mình ên vậy? Cái người đồng nghiệp đó hỏi chị Bích, cái chị mới nói, phải hồi nãy cưng thấy chị đứng ngay chỗ cái căn trắng trắng ở cái góc đằng kia phải không? Cái người đồng nghiệp mới gật đầu. Sau đó chị Bích nói tiếp, hồi nãy chị đứng ở kế một cái bạn kia, bạn đó là khách du lịch ở đây, cái bạn mà mặc váy trắng đó đứng nói chuyện với chị, chứ không lẽ chị bị khùng bị điên sao chị nói chuyện mình ên? Nhưng cái người đồng nghiệp kia khẳng định, nói là từ cái lúc bước ra nhìn chị một hơi đã thấy chị nói chuyện mình rồi, lúc sau thấy ghê quá cho mình mới lên tiếng rồi kêu chị vậy đó. Tức là người đồng nghiệp kia đã nhìn chị khoảng mấy phút đồng hồ luôn. Trong lúc đó rõ ràng là chị nói chuyện với cái cô gái áo trắng kia mà, sao cái người đồng nghiệp này không thấy được? Không lẽ là cái cô đó đứng ở cái góc khuất nên là người đồng nghiệp này không thấy hay sao ta? Cũng nói chuyện qua lại một chút xíu, chị vẫn không có hề tưởng tượng được cái người mà đứng trước mặt mình là một hồn ma đâu. Trong lúc này vẫn còn được nghỉ ngơi, cái người diễn viên á, hôm đó có một cái chị diễn viên này lớn hơn chị Bích một chút xíu. Chị đó đi ra ngoài nghe điện thoại, thấy là bà đi tối ra phía xa, không biết nói chuyện điện thoại gì đó có vẻ rất là căng thẳng. Bận đầu chị cũng không có để ý đâu, cái một hồi đang cặm cụi quay vô nhìn cái cuốn sổ sách của mình, cái quay ra ngoài. Chị Bích giật mình khi nhìn thấy là cái cô gái mặc váy trắng hồi nãy, do cái bộ váy của bà ấn tượng lắm, đã dài tới đủ gối chút xíu, rồi cái tướng ốm ốm và tóc thì xõa dài qua vai một tí xíu. Nhìn cái chị Bích nhớ liền hà. Bây giờ cô gái đó đang đi theo cái chị diễn viên kia mà đứng ở phía sát sau lưng luôn. Dường như là chị diễn viên không có nhìn thấy cô gái đó. Chị đứng chị nhau mắt nhìn. Thì cái em Thiện lúc nãy em Thiện nó mới đi lại hỏi chị,
Chị Bích, chị Bích, chị nhìn gì dữ vậy chị Bích? Chị Bích mới chỉ ra, lúc đó là chị Bích vẫn còn thấy cô gái mặc áo trắng đứng ở phía sát sau lưng chị diễn viên luôn. Chị Bích mới nói, Thiện Thiện kìa, Cưng thấy không? Cưng thấy cái cô gái mà mặc áo trắng đứng sát sau cái chị diễn viên chính kìa, Cưng thấy không? Chị Bích nói vậy đó, như anh Thiện đứng ở kế bên, anh trố tròn con mắt anh luôn, như anh nhìn không thấy. Không, em đâu thấy gì đâu chị Bích. Em thấy có cái chị diễn viên, bà đứng đằng đó nghe điện thoại thôi. Chứ tự nhiên có cái cô nào mặc váy trắng, chị nói nghe thấy ghê quá à. Hồi sớm tới giờ hai lần rồi đó nghe. Trong lúc đang xì xào qua lại, chị Bích nhìn thấy rõ ràng là cái cô gái mặc váy trắng đó đi nhào về phía trước. Và cái phần vong hồn của cô gái đã nhập lên trên cơ thể của cái chị diễn viên chính kia. Chị Bích nhìn thấy được rõ ràng từng chi tiết. Sau khi mà vong hồn của cô gái mặc váy trắng này đã nhào tới, nhập vào trong người của chị diễn viên chính, cái chị diễn viên đó buông tay, bà đang cầm cái điện thoại à, bà buông thõng tay xuống, bà đứng im ru luôn, hai cái chân thì dạng ra, hai tay thì buông thõng xuống. Do lúc đó vẫn còn thấy bóng lưng, chị Bích có cảm giác không ổn rồi, chị Bích mới khều khều anh Thiện, chỉ anh Thiện. Thì anh Thiện cũng nhìn ra để ý được là cái chị diễn viên chính này hình như là bà đang có cái chị đó không ổn. Cả hai chị em nhìn ra, thấy cái người diễn viên chính đứng ở ngoài đó, đứng im ru luôn. Một hồi sau, chị đó quay đầu lại, bà đi từng bước, từng bước. Chị nhớ từng bước đi của chị diễn viên chính đó, bà bước một bước rất là xa. Cái đầu á, Thiện cúi gục gục xuống, tóc tai nó che đi, tóc nó lắc qua lắc lại, còn hai cái tay thì nắm chặt, một tay thì nắm điện thoại, còn một tay thì cung lên. Chị đó đi vô với khuôn mặt nhìn lạnh tanh à. Chị Bích mới lên tiếng kêu cái người đạo diễn liền, mà cái ông đạo diễn lúc đó ông chưa có hay biết chị cả. Nhìn ra ngoài thấy cái chị diễn viên chính có vẻ kỳ lạ, ông mới mở cửa ông kêu cái tên của chị diễn viên chính đó, mà dường như giờ chị đâu có còn nghe gì nữa đâu. Chị diễn viên khi mà bà đi vô ở trong này, ánh sáng đèn đuốc đầy đủ, chị thấy rõ ràng cái phần ở trong cái phần tròng mắt mà màu trắng á, gân đỏ nó nổi chằng chịch lên, và chị diễn viên nó hoàn toàn không chớp mắt từ khi mà ở ngoài bà bước vô, không hề chớp mắt bất cứ một cái nào cả, mà cái mặt hen nhìn nó trắng xác lên, cái môi nó còn giật giật giật, chị không có nói gì hết mà cái môi nó cứ giật 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 giật. Chị Bích sợ quá, đứng nép vô trong một góc. Rồi khi mà chị diễn viên bả nhào vô, bả đẩy cái vai ông đạo diễn lấn qua một bên. Chị vô hen, chị quơ máy móc mấy cái đồ mà set up sẵn đi quay, chị quơ là nó đổ bể hết trơn. Tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên và hoảng hốt, kêu lớn tên của chị diễn viên đó mà giờ chị không có nghe được. Chị la lên cái hồi, từ ở trong miệng của chị phát ra cái âm thanh gì đó nghe nó hai con mắt thì trợn ngửa lên. Chị diễn viên này nhào lại bóp cổ ông đạo diễn, do lúc đó là cái ông đạo diễn ông xui, ông đứng gần với vị trí của chị nhất, mà ông cứ đứng ông kêu rồi ông vẫy tay ông chỉ vậy nè. Chính vì vậy mà chị diễn viên đó nhào vô bóp chặt lấy cổ của ông đạo diễn. Mọi người cũng hốt hoảng chạy lại lôi chị, lôi ngửa ra. Cái chị diễn viên chính này bắn ngã một cây rần xuống dưới đất xỉu, hên là có người chụp kịp. Sau đó ai cũng còn bàng hoàng chưa có biết vụ gì hết. Rồi mấy cái đồ mà dọn ra để chuẩn bị quay chụp nè, bị chị diễn viên này làm cho đổ bể hết trơn. Còn cái ông đạo diễn mặt mày của ông cũng xanh lè luôn, bởi vì khi không bị chị này nhào vô tấn công như vậy, ông cũng không có ngờ tới cái chuyện này nữa. Khoảng 5 phút sau, chị diễn viên đang nằm cái ghế sofa ở kế bên á, chị lờ mờ dậy, chị hỏi mọi người là có chuyện gì vừa mới xảy ra, mà tay chân của chị thì bị trầy trộ do cái lúc mà chị quơ đồ á, nó quẹt vào trong tay của chị. Chị nói là người đau ê ẩm. Chị nhìn cái hiện trường do chính chị gây ra mà chị hoàn toàn không nhớ bất cứ một cái gì cả. Người ta hỏi lại là chị nhớ gì không? Chị đâu có nhớ gì đâu. Mà lúc đó là ở trong này có camera đó, mở lên quay lại cho chị coi cái cảnh mà hồi nãy á, chị vô chị điên cuồng ha, chị đập phá đồ đạc rồi chị bóp cổ đạo diễn. Chính chị diễn viên này còn không ngờ là mình đã làm cái chuyện đó nữa. Chị Bích mới kể cho mọi người nghe, không phải là chị diễn viên này chỉ làm đâu, mà do chị bị ma nhập đó.
Chị Bích mới kể lại rõ từng chi tiết là từ cái lúc mà chị đứng ngoài ngoài nghe điện thoại, rồi có một cái vong hồn mặc váy trắng của một cô gái đi xuyên qua người và nhập vào trong cơ thể của chị. Chị diễn viên tới đây chị mới tiếp lời, chị nói là chị chỉ nhớ cái lúc mà chị đang đứng nghe điện thoại á, chị vẫn còn nghe thấy tiếng con chị nói chuyện gì đó. Cái chị cảm nhận ở phía sau lưng nó lạnh ngắt hả? Rồi một cảm giác chạy dọc từ ở đằng sau chạy dọc lên đằng trước. Lúc đó là chị không còn biết chị nữa. Tức là những lời chị nói hoàn toàn phù hợp với những gì mà chính mắt chị Bích nhìn thấy. Hồi nãy anh Thiện ở kế bên, ảnh cũng có chứng kiến khi mà chị diễn viên này bảo bị nhập, bảo mới có những cái biểu hiện lạ như vậy. Rồi xong cái vụ này ớn quá, giờ cũng không biết phải làm sao. Những cái phần mà set up sẵn á, bị chị quậy, rồi nó đổ bể, nó hư banh chành hết trơn rồi không có quay được. Và lúc đó cũng tối nữa, nên cái người đạo diễn mới nói là thôi bây giờ á, mọi người về phòng nghỉ ngơi, là book cái phòng ở trong này để ở luôn. Đáng lẽ định sau khi mà quay xong xuôi hết á, cả đoàn sẽ về Sài Gòn lại trong đêm. Nhưng có điều khi quá trình quay chụp này vẫn chưa có xong, nếu mà mình về á, thì không có xong dự án người ta thì không được, nên phải ở lại ngủ. Trong đêm ngày hôm đó chị ở ngủ, là chị không phải ở cái khu vực này, bởi vì ở cái chỗ này nó cũng sang lắm. Chị được cái ông đạo diễn á, sắp xếp cho vô ở chung một cái phòng này với thêm ba chị nữa, tổng cộng là bốn chị, ở một cái phòng thường hơn chứ không phải là cái phòng xịn giống như cái chỗ mà cả đoàn phim của chị quay đâu. Buổi tối hôm đó, vô tình đứng từ ở trong phòng nhìn ra, chị bàng hoàng khi nhìn thấy được hình ảnh của cái cô gái mặc váy trắng đó, cổ đi tới đi lui ở ngoài khuôn viên cái phía sân sau của cái chỗ resort này. Ở chỗ đó trang trí bối cảnh tiểu cảnh đồ rất là đẹp, và cô gái một mình ên cổ đi tới đi lui vẫn là cái ngoại hình đó, mặc một cái váy trắng tới đầu gối, tóc thì xõa. Khi mà chị nhìn thấy chị đã đứng hình rồi, cả người đứng cứng ngắc và run sợ. Dường như cô gái cũng cảm nhận được chị đang nhìn cổ, cổ mới sững lại. Cổ ngoái đầu qua nhìn. Lần này chị thấy trên khuôn mặt đó là một cái diện mạo xanh lè xanh lét, cặp mắt thì trắng giả. Ở phía khóe miệng của cổ còn có máu nó rỉ ra một bên nữa. Không những vậy, ở trên cơ thể của cổ còn có rất là nhiều vết bầm dập. Từ cái phần tai chân cận cổ tới khuôn mặt á, là có những cái vết bầm bầm giống như là bị ai đó quánh hay là sao. Chị hoảng sợ quá, chị đứng, chị run. Chị hoảng sợ quá, đứng đó run một hồi. Nhìn kỹ lại thì ở phía bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không thấy hình ảnh của cô gái đó nữa. Chị sợ quá, nhanh chóng chui lại ở giữa hai cái chị kia nằm chung với nhau. Chị sợ chị chui vô chính giữa, chị nằm ngủ luôn. Qua buổi sáng, tranh thủ quay chụp xong là tới buổi trưa, cả đoàn của chị quay trở về Sài Gòn. Mà tội nghiệp cho cái chị diễn viên kia, bà bị xong cái lúc đó tới buổi tối là bà sốt quá trời. Nhờ hên là có mọi người phụ chăm sóc cái chị diễn viên đó, nên buổi sáng ra chị cũng có sức khỏe để hoàn thành xong xuôi cái dự án này. Xong hen, cả đoàn cũng về Sài Gòn rồi. Mà khi về á, có một lần chị Bích nè ngồi nói chuyện với cái chị diễn viên chính đó. Bà nói là đêm hôm trước chị rất là sợ khi mà chị mê man là thấy được hình ảnh của cái cô gái mặc váy trắng đó đứng ở kế bên cạnh giường của mình. Cô có đứng vậy đó, xuôi hai tay hai chân xuống và nhìn chị này. Chị nói chị rất là sợ, nhưng tới sáng dậy rồi thì không có thấy nữa. Đó là toàn bộ những trải nghiệm rất là kinh dị trong một lần chị đi theo đoàn phim và đã gặp ma trong một cái resort như vậy ha. Đây một câu chuyện khá là kinh dị hả quý vị. Đây là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được chú Kiệt, và bây giờ thì chú đang làm việc và sinh sống ở bên Trung Quốc rồi. Hồi trước quê của chú là ở ngoài miền Bắc á. Chú kể sự việc này là xảy ra một người ở trong xóm của chú. Người bạn đó tên là chú Quang. Ở trong xóm gia cảnh của hai chú rất là nghèo. Chú Kiệt thì chú chưa có vợ con, còn chú Quang thời điểm đó là chú có vợ, chú có hai đứa con nhỏ và chú có ba mẹ già phải chăm sóc nữa.
Khi mà nghèo quá, chú Kiệt với chú Quang có bàn bạc nhau, vợ hai người sẽ đi sang ở bên Trung Quốc để tìm mối làm ăn. Hai người quyết định là phải thoát nghèo cho bằng được, chứ vợ cứ nghèo hoài, sốc không đủ ăn và dột cột siêu. Cái cảnh này hai chú chán dữ lắm rồi. Lúc mà bàn bạc như vậy, cuối cùng đã đưa ra được thống nhất là hai chú sẽ quyết định đi để tìm con đường đổi đời cho mình. Thời điểm đó hai chú đi là mới có hai mươi mấy tuổi thôi, còn rất là trẻ. Khi mà đi sang ở bên Trung Quốc là đi cũng được cả 2 năm, hai chú làm ăn cũng phất phất rồi. Nhưng sau đó chú Kiệt nhìn thấy chú Quang là ông có bồ. Mặc dù biết chú Quang ở nhà đã có vợ và hai đứa con rồi, chú Kiệt cũng có nhắc nhở, nói là bây giờ vợ mày ở chú quê còn chờ còn đợi mày. Hồi trước á, ngày đi mày thề thốt làm sao, tại sao mày vợ mày có bồ nhí như vậy. Mặc dù chú Kiệt có nhắc nhở rất là nhiều nhưng mà chú Quang không có nghe. Tới một thời điểm cũng ổn ổn rồi, chú Kiệt mới quay trở về quê để thăm gia đình của mình. Hồi đó là cũng có tiền bạc và ở bên Trung Quốc cũng có được cái xưởng rồi đó. Cả chú Kiệt và chú Quang đều làm ăn khấm khá, mà chỉ có chú Kiệt về trước thôi. Khi mà chú Kiệt về, tội nghiệp cô Diệu vợ của chú Quang cũng chạy sang ở bên nhà, bận đầu là hỏi thăm chú này kia và hỏi về thông tin của người chồng mà cô hằng chờ đợi. Cái ngày mà chú Quang rời đi, ổng hứa là nhất định ổng sẽ đem tiền về cho vợ sống vinh hoa phú quý sau này, hứa rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cái người đàn ông nó đã thay lòng đổi dạ rồi. Cô Diệu sang hỏi chú Kiệt, hỏi về thông tin của chú Quang mà chú Kiệt cũng không biết trả lời làm sao, chỉ nói là bây giờ nó làm ăn, nó chưa có thu xếp về được thôi. Chứ chú Kiệt không có dám kể cho cô Diệu nghe là bây giờ ông chú Quang ông có bồ mới bên bển rồi, không có dám kể vậy luôn đó. Chú Kiệt về thăm nhà rồi xong cũng trở sang ở bên Trung Quốc để tiếp tục làm công việc của mình. Khoảng nửa năm sau, chú Kiệt lại có dịp về thăm quê nhà của mình. Chú Kiệt mới kêu chú Quang là cũng về nhà luôn đi. Dù lúc trước chú Quang cũng thỉnh thoảng là gửi một ít tiền thôi. Ở chú quê á, chỗ khu vực của chú là chi phí nó không phải là quá cao. Gửi một số tiền ít á, nếu mà mình về mình tiết kiệm thì vẫn ăn uống sinh hoạt đầy đủ. Có điều cái số tiền nó rất là ít so với số tiền mà hai người kiếm được và những cái lời hứa ngày xưa chú Quang hứa với vợ con mình như thế nào. Rồi lần đó chú Quang quyết định về. Nhưng về lần này chú Quang ngoài việc thăm ba mẹ của mình thì chú về để ly dị hẳn với cái người vợ luôn. Chú Quang định sẽ đường đường chính chính cưới cái người bồ hiện tại nè. Và cái người bồ này á cũng là người Việt nhưng mà đã có quốc tịch ở bên Trung Quốc rồi. Lần đó khi mà nghe được dự định của chú Quang, chú Kiệt rất là ngạc nhiên, không nghĩ là sao cái thằng bạn mình nó cạn tình cạn nghĩa dữ vậy trời. Có nói và khuyên rất là nhiều mà thấy là khuyên không được nên thôi chú Kiệt cũng im luôn. Tới khi mà về, chú Kiệt ông về trước bữa, còn chú Quang dẫn cái cô bồ nhí đó về sau. Vợ chú Quang khi đón chồng của mình về trong niềm vui hớn hở. Ai dè khi mà chú Quang trở về lại đi cùng với một cô gái xinh đẹp nóng bỏng, tóc tai là uốn xoăn lọn lại, mặc một cái bộ đầm body và đi một cái đôi guốc rất là đẹp. Trong khi người vợ của chú tần tảo, một tay cô Diệu là lo cho hai đứa nhỏ nè, rồi lo cho ba mẹ chồng, ba mẹ hai bên, một mình ơn cô Diệu này cũng lo hết tất cả. Hồi trước nghe nói là cổ bị bệnh rất là nặng, mà dù bệnh như vậy đó, cổ cũng ráng gồng sức mình để lo cho cả gia đình. Ba mẹ của chú Quang đã coi cô Diệu không phải là con dâu mà đã coi giống như là con gái từ lâu rồi, cũng thương cô dữ lắm. Do trong khoảng thời gian đó chú Quang đi biển biệt à, chỉ có mỗi cô Diệu là người đứng ra lo lắng chăm sóc mà thôi. Tới hôm nay chú Quang về, chú Quang đưa ra một cái số tiền cũng gọi là tạm ổn, đưa cho cô Diệu và nói với cái thái độ khinh khỉnh, kêu là vợ tôi cho cô số tiền này, cô ký đơn ly dị đi để tôi cưới vợ mới. Nghe tới lúc đó cô Diệu hoàn toàn sụp đổ. Cô không ngờ người chồng mà hằng ngày mình đều mong ngóng, mình thương nhớ, bây giờ lại trở thành một cái người đàn ông phụ bạc như thế.
cô không chấp nhận được, cô rất là buồn. Rồi trong cái ngày hôm đó, cô nghĩ quẩn quá, cho nên cô đã uống thuốc trầy. Cô chết ở phía sau nhà, cho tới khi mọi người phát hiện ra là cơ thể của cô nó sùi bọt, khuôn mặt nó xanh le xanh lét rồi. Mặc dù có đưa lên trên bệnh viện nhưng mà cứu không có kịp. Cuối cùng thì cô Diệu đã chết ở trong chính căn nhà của ba mẹ chú Quang. Mà dường như với cái chết của người vợ mình, chú Quang không có hề quan tâm đối ngoại gì cả. Chú chỉ chăm chăm là lo cho cái người tình nhân mới nè, về đây có quen với khí hậu hay không, có quen với cuộc sống quê hay không. Ông chỉ lo cho người bồ mới của mình thôi, chứ không hề là nhìn hai đứa con nhỏ, không có thấy là lo lắng hỏi han gì cho nó cả. Và thậm chí chú Quang ổng tệ cho tới mức khi cô Diệu đã chết rồi, ổng đứng nhìn cái xác của người vợ mình và nói là: thôi ba mẹ trả cái xác này cho về ở bên nhà cổ, làm gì làm đi, chứ để nhà mình nó xui lắm ba mẹ ơi. Chú Quang có thể mở miệng ra nói những câu nặng lời như vậy, trong khi ba mẹ chồng là cái người rớt nước mắt khi cô Diệu mất, rồi hai đứa nhỏ cũng khóc lên bờ xuống ruộng, nhìn rất là thê thảm. Và khi biết sự việc này, gia đình của cô Diệu, ba mẹ của cô cũng rước cô về, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Và ở trong ngày đám tang của cô xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Từ khi cái xác của cô được đưa về ở bên nhà mẹ là có nguyên một cái hàng cây ở bên nhà, có những cái con chim heo nó đậu thành bầy ở bên bển luôn, và nó kêu những âm thanh rất là thê lương. Và những ngày đám tang của cô, trong cái cảnh mà cô chết thê thảm, kèm thêm là mấy con chim heo bên kia nó cứ kêu, rồi nó nhìn về hướng ở trong nhà, giống như là dự báo có điểm hổng lành. Ai thấy cái cảnh đó mà cũng hoảng sợ cả, và người ta cũng rất là thương tiếc, tội nghiệp cho cô Diệu. Buổi tối của ngày đám tang thứ nhất, cả hai đứa con nhỏ của cô luôn, khi mà nó khóc nó cứ xỉu lên xỉu xuống, thì có cái đứa lớn nó nhìn thấy vong hồn của cô, nó ngồi ở kế bên cạnh quan tài của mẹ mà nó khóc suốt mướt. Tự nhiên đứa nhỏ nó nhìn về một cái khoảng không, ở chỗ đó là không có ai cả, nó nhào tới, nó ôm vào trong không khí vậy nè, và nó khóc, nó gọi: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng có đi. Đứa nhỏ nó vừa gào khóc và nó vừa ôm vào trong không khí vậy đó. Mọi người thấy cảnh đó mà rưng rưng nước mắt. Đứa nhỏ nó nói là mẹ vừa mới đứng đằng đây nè. Rồi nó còn quay qua, nó kêu ông bà ngoại giữ mẹ lại đi, để không mẹ đi mất. Nhưng mọi người nhìn đâu có thấy chị đâu, chỉ thấy đứa nhỏ nó ôm vào trong không khí vậy mà thôi. Thấy rất là tội nghiệp nhưng không có nói đứa nhỏ được. Không những vậy, cả mẹ ruột của cô Diệu cũng nhìn thấy, khi từ ở đằng trước đi ra phía sau nhà, ở bên hông nhà có một cái ghế bằng tre. Mẹ của cô Diệu đi xuống, thấy cô Diệu ngồi đó. Cô Diệu cổ rất là cao, cổ cao cỡ độ 1m7, nhưng tướng người ốm nhom ốm nhách nè. Khi mà mẹ cổ đi xuống thấy là cái lưng của cô Diệu ngồi tôm, hai tay thì để ở phía trên đầu gối. Mẹ của cô còn thấy là cô khóc nữa. Lúc mà mẹ của cô đi gần lại kêu: Diệu ơi, Diệu ơi Diệu. Cô Diệu lúc đó ngóc đầu lên nhìn mặt mẹ mình, thì mẹ của cô đã thấy rõ được diện mạo của cô. Và ở trên cái khuôn mặt nó rất là xanh luôn. Cô Diệu khóc nước mắt nước mũi vàng giụa. Mẹ của cô chạy nhào lại, thì lúc đó là vong hồn của cô đã biến mất rồi. Mẹ của cô cũng thương xót lắm, lại ngay chỗ cái ghế khóc quá trời khóc luôn. Trong vòng những ngày đám tang, ba mẹ của chú Quang muốn sang ở bên này để phụ sự đám tang của cô Diệu. Bởi vì ba mẹ của chú Quang cũng biết được tình cảm của cô Diệu dành cho chồng, rồi dành cho gia đình chồng. Chính tay cô Diệu là người đã lo cho ba mẹ chú Quang suốt một khoảng thời gian dài vừa qua, và ba mẹ cũng đã có tình cảm, cũng thương cô Diệu nhiều lắm. Nhưng khi đi sang bên này tham dự đám tang thì bị vong hồn của cô Diệu hiện ra. Cái người mẹ chồng vừa mới đi vô, đứng ở trước cái bàn vong vừa mới thắp cây nhang xuống, không biết là mẹ chồng thấy cái gì, bà lùi lại phía sau, mặt đầy sợ hãi, rồi xong nó đứng không vững, quỳ bệt xuống dưới đất. Và người mẹ chồng thì dập đầu liên tục xuống và nói là: con ơi,
Con tha cho thằng Quang đi con tha cho nó đi con. Trong lúc người mẹ chồng thì vừa quỳ vừa khóc và không có ai thấy vong hồn của cô Diệu cả. Chỉ có mỗi cái người mẹ chồng này thấy và bà khóc sợ hãi như vậy. Thấy cứ nhắc tới tên Quang Quang hoài. Thấy cái người mẹ này vẫn còn muốn là bên vực cho con mình, cho nên ba mẹ ruột của cô Diệu đã đuổi ba mẹ chồng về luôn. Khi mà hai người về rồi, đứng ở ngoài nhìn vô á, không biết là có thấy cái gì nữa không, mà trong vẻ mặt rất là sợ hãi, sau đó lại rời đi nhanh chóng. Tới buổi chiều của cái ngày đám tang thứ hai, thì từ đằng xa, chú Quang chở cái người bồ mới của mình đi dạo trong này, định là sẽ tham dự đám tang của cô Diệu. Vừa mới bước vô thôi, ba mẹ ruột của cô Diệu đi ra hỏi là tới đây làm cái gì. Thì cái người chồng khuôn mặt mới khinh khỉnh lên, nói là Tôi cũng không có muốn tới đây làm gì đâu, tại ba mẹ tôi kêu quá. Nè, nói tới đây ông đưa ra một ít tiền, ông để ở trong cái phong bì á, không biết là để trong trổng bao nhiêu đó. Nói là cái này là tiền cúng điếu, bà giữ bà lo cho con Diệu đi. Nói với thái độ thấy ghét vậy đó, ba mẹ của cô Diệu đâu có cần số tiền này đâu, lập tức là đuổi về. Và khi mà hai bên đang lớn tiếng qua lại, ngay lúc đó ở trong quan tài, mọi người nghe âm thanh một cái rầm và nhìn thấy được cái cảnh là cái nắp quan tài nó vừa mới di chuyển lên, giống như là ai đó trong cái quan tài này đá mạnh khiến cho cái nắp quan tài nó bật lên một cái luôn. Mọi người bàng hoàng khi thấy cái cảnh tượng này. Cái nắp quan tài là nó nặng, và khi mà bỏ vô rồi là người ta cũng có đóng đinh đồ lại nữa. Sao mà cái nắp quan tài nó lại di chuyển đá tung lên luôn. Ai thấy cái cảnh này cũng rất là hoảng sợ. Chợt lúc đó cái bà bồ nhí bà mới lăn ra, bà tự bà bóp cổ bà té, bà lăn, bà dậy nảy ở trên mặt đất. Chú Quang nhào lại ôm cái người bồ nhí của mình và hỏi là như thế nào. Mọi người ở đó đứng thấy cảnh này cũng đang hoang mang, không biết cái chuyện gì xảy ra cả. Rồi xong, sau một hồi lăn lê bò lết ở trên mặt đất thì đầu tóc của cái người bồ nhí này là nó bù xù, lem son rồi mascara gì đó, nó tại quầy khuôn mặt nhìn thấy ghê lắm. Rồi cái người bồ nhí này mới nói với chú Quang, đi ghê quá à, đi. Đó là cái vẻ sợ hãi như vậy. Xong cái người chồng lại kè cái người bồ nhí nhanh chóng rời khỏi buổi đám tang của cô Diệu. Có người ta nói chắc vong hồn của cô Diệu vừa mới hiện ra bóp cổ hay là đuổi cái cặp tình nhân này đi. Xong tới cái ngày thứ ba, cái ngày mà đem quan tài từ ở trong nhà đem ra tới ngoài quyệt á, trong cái lúc mà đem ra thì vẫn bình thường. Đi được nửa đoạn đường, có một cô mới nhắc tới tên của chú Quang, nói là chú Quang tệ bạc quá, tại chú Quang á mà khiến cho cô Diệu chết như vậy. Vừa mới nói tới cái lúc đó, ở trên cái quan tài á, bỗng nhiên nó rung lắc. Rồi cái người khiêng quan tài á, do lúc đó cũng không có thủ tư thế, cái quan tài nó sệt qua bên dài, nhém một chút xíu nữa là đã chạm xuống dưới mặt đất rồi, mà hên là người ta giữ lại kịp. Ê, đừng có nói tầm bậy. Mà nói tầm bậy á, con Diệu nó không có chịu kìa. Thì cái người mà lúc nãy nói á, không phải là có ý gì đâu, chỉ là nhiều chuyện rồi nói vậy thôi, mới lập tức là xin lỗi, cứ nói liên tục trong miệng vậy đó. Rồi cái quan tài của cô Diệu cũng được đem ra tới quyệt và chôn cất xong xuôi hết. Sau khi mà chôn xong rồi, vong hồn của cô Diệu không có ở trong nhà mình, mà cổ ở bên chỗ căn nhà của ba mẹ chồng, chỗ mà cổ chết á. Khoảng thời gian đó, chú Quang cùng với người bồ nhí vẫn còn ở lại trong nhà luôn, họ chưa có rời đi. Tại vì họ định là sẽ ở đây rồi làm giấy tờ gì đó đăng ký kết hôn nữa. Nhưng có điều, trong khoảng thời gian ngắn mà cặp tình nhân đó ở đây thì bị vong hồn của cô Diệu hiện ra hù chọc rất là dữ dội. Bắt đầu, cái người mẹ chồng là cái người nhìn thấy trước. Vừa mới ở trong nhà bước ra phía sau bếp là thấy vong hồn của cô Diệu đi tới đi lui, cổ lướt ở trên cái chỗ khu vực sàn nước, rồi lướt qua bên cái bụi chuối, rồi cứ lướt xung quanh nhà. Giữa đêm sẽ nghe thấy tiếng trên khóc thê thảm, nó phát ra văng vẳng đâu đó ở trong nhà, và còn nghe thấy cái tiếng bước chân, tiếng dậm bình bịch ở trong nhà nữa. Rồi khi mà nằm ngủ ở lại đây, chú Quang cùng với cái người bồ nhí đó, hai người nằm trên cái chiếc giường ngủ mà trước kia
Chú Quang và cô Diệu đã từng ngủ chung với nhau. Thì nằm ngủ tới giữa đêm, nghe thấy cái tiếng đập từ ở phía dưới giường á, là nghe đập kinh kinh như ai đó ở dưới rồi thổi cái cây lên á, cái giường nó rung rắc luôn. Không những vậy, khi mà nằm trên đó, cái bà bầu nhí bà sẽ tự động bị đạp xuống, lăn từ ở trên giường lăn lọt xuống dưới đất. Khoảng cách từ cái chỗ giường á rớt xuống đất chắc cũng cỡ độ 40 cm là bà rớt từ trên bà lăn quay xuống luôn. Nằm ngủ tới giữa đêm là sẽ bị như vậy. Bị như vậy là còn nhẹ, chứ mà bị nặng hơn một chút là như thế này. Hôm đó chú Quang đi vào trong phòng, thấy tướng tá là của cái bà bồ nhí, thấy ăn mặc sexy, tóc tai đồ quyến rũ ha, ngồi trên giường. Ông chú Quang ông mới đi gần lại, từ phía sau ôm eo cái bà bồ nhí. Nhưng cái lúc đó cảm thấy nó lạnh kỳ lạ lắm. Nghiêng nghiêng cái đầu qua, nhìn thấy đây không phải là khuôn mặt của người bồ nhí, mà đây chính là khuôn mặt của cô Diệu. Cái mặt cô Diệu trắng xác à, cái làn môi thì cái màu nó tím tái lại, ở bên khóe miệng thì máu chảy ra. Cô Diệu quay hẳn cái đầu mình, tự đằng trước dặn một cái rắc là đằng sau. Ông chú Quang này ông hoảng sợ quá té lùi lại. Và khi mà nhìn kỹ thì vong hồn cô Diệu không có còn nữa. Ông gặp kinh dị tới cỡ đó. Rồi cái bà bồ nhí kia bà cũng gặp nữa. Cứ đi dạo trong nhà tắm là sẽ bị nhốt ở trong cửa, rồi nghe thấy chiến đập rầm rầm rầm. Nhìn dạo trong gương thì người bồ nhí lại thấy hình ảnh của cô Diệu xuất hiện ở trong gương, khuôn mặt đầy giận dữ, hai mắt thì trợn trừng trừng lên nhìn bà. Khoảng thời gian đó sợ quá, dự định là sẽ ở lại đây chơi cũng thời gian. Nhưng cuối cùng thì người bồ nhí mới kêu chú Quang là quay trở lại bên Trung Quốc sớm luôn. Hai người rời đi. Khi đó là chú Kiệt gửi chuyện là chú cũng vẫn còn làm bên xưởng, do chú về thăm vài ngày rồi chú phải làm tiếp hạ. Tới khi mà chú Quang quay trở lại bên Trung Quốc rồi, chú Quang mới kể lại cho chú Kiệt nghe toàn bộ cái sự việc như vậy đó. Chú Quang dường như ông không có ân hận vì những chuyện mình đã làm với cái người vợ, mà ông nói chuyện kiểu thản nhiên lắm, rồi trong đó còn kèm theo là những cái lời trách móc vong hồn của cô Diệu nữa. Cho tới một cái lần này, không biết là định mệnh hay là do cô Diệu đã hại. Trong cái lần đó là đi lấy hàng, cả chú Quang cùng với cái người bồ nhí đó đi ở trên chuyến hàng, nhưng cuối cùng cái chiếc tàu đó bị lật. Khi mà bị lật trên một cái khúc sông, nước chảy xiết, hàng quá là bị trôi mất hết trơn à. Ở trên cái chiếc tàu đó có rất là nhiều người, nhưng cuối cùng ai cũng sống cả, chỉ có mỗi chú Quang và cái người bồ nhí kia là qua mấy ngày hôm sau mới tìm được xác của họ lận. Hai người này đã chết rồi. Lúc đó chú cũng ngỡ ngỡ trong lòng, chú nghĩ là có khi nào vong hồn của cô Diệu đã theo đeo bám và trả thù họ hay không. Cái đó thì chú cũng không có biết nữa, hay đơn giản đây là một cái vụ tai nạn. Trong khoảng thời gian đó, ở trong căn nhà của ba mẹ chú Quang nè, là vẫn thường xuyên nhìn thấy vong hồn của cô là đi quẩn quanh trong nhà vậy đó. Vong hồn của cô cũng không phải là quậy phá gì ba mẹ chồng của mình, chỉ là đi tới đi lui trong nhà thôi. Cho tới khi cái tin tức về chú Quang ở bên Trung Quốc đã mất rồi, tự nhiên khoảng thời gian đó là hoàn toàn không có còn nhìn thấy vong hồn của cô Diệu hiện ra thêm một lần nào nữa cả. Những cái người hàng xóm người ta cũng đồn đoán giống như là cái suy nghĩ, cái phán đoán ở trong đầu của chú Kiệt vậy đó, là họ đoán có khi nào vong hồn của cô Diệu nè đã hại chết chú Quang và cái người bồ nhí kia để trả thù hay không. Nhưng mà cái đó thì không có ai biết cả. Đó là toàn bộ câu chuyện cho được chú Kiệt gửi lại cho Như. Một câu chuyện cũng rất là đáng buồn. Thực sự ở trong câu chuyện này, chú Quang là một người đàn ông tệ bạc. Chú ruồng bỏ hết tất cả những trách nhiệm rồi quên đi cái người vợ đã cùng cực khổ với mình. Còn về phần của cô Diệu, cô lựa chọn cái chết như vậy thì nó cũng nghĩ quẩn quá. Do thứ nhất là cô còn hai đứa nhỏ của mình, rồi cô còn ba mẹ già lớn tuổi nữa. Mặc dù nói gì thì nói, bởi vì với tất cả những hy vọng của cô, cô hy vọng rất là lớn, cô mong chờ là chồng về, chồng sẽ yêu thương mình, chồng thực hiện những lời hứa hay sao. Hoặc là chí ít chồng quay trở về, chồng sống với gia đình một cuộc sống vui vẻ viên mãn là cô đã mừng rồi.
Chính vì đặt hy vọng nhiều quá nên cuối cùng cô thất vọng, để mà dẫn tới một cái kết kết là cô nghĩ quẩn rồi chết như vậy ha. Dù vậy đây cũng là cái duyên số của mỗi con người rồi. Câu chuyện này cũng rất là buồn, và câu chuyện này tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện của chúng ta ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện mà mình được biết, được nghe, được kể lại, hoặc chính mình là người đã từng trải qua những câu chuyện đó, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi về thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước ha. Và nếu quý vị yêu mến kênh của Như, đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, thư giãn. Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau hen. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị nghe. Bye bye.